chuyên nghiệp. Sao vậy đấy bạn? Sao vậy? Chú giận hết lên đồ này. Sao vậy? Khách đang hỏi bộ chuyên nghiệp. Tôi thề với ông khách khoai dã man luôn. Bây giờ bảo là bây giờ một bộ chuyên nghiệp là bộ như thế nào, giải thích cho người ta. Tôi giải thích rồi. Xong bây giờ bảo là tôi thấy chuyên nghiệp là không cần nhạc đệm hát vẫn hay. Mà tôi chưa bao giờ tôi hát không nhạc đệm, mà không biết là hay nó theo kiểu như thế nào là cho hay. Mà bây giờ lại quay điện thoại gửi cho người ta, thế quay như nào? Thì đây, quay đây, đang quay đây. Tôi quay cho, tôi quay gửi cho. Thử làm một đoạn không nhạc đệm cho anh em thấy chuyên nghiệp. Alo. Vậy đã hết chuyên nghiệp chưa? Cho ít là echo nhá. Ê, giờ bản lấy đợt echo đi chưa? Echo đi chưa? Echo à. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi. Dù rằng đường mình chung đôi, anh từng ngỡ sẽ dài. Từ. Các ba anh em là thích nhiều echo, cho thêm ít echo nữa. Anh em hay. Cho thêm echo vào. Người ta yêu nào đã cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua. Dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Thế thì giới thiệu chuyên nghiệp chưa? Đâu. Review giới thiệu luôn anh em xem bộ này có những cái gì để anh em thấy được sự chuyên nghiệp. Ok nhá, để nói về chuyên nghiệp ấy, thứ nhất là chuyên nghiệp cho nhu cầu hát hay là chuyên nghiệp cho nhu cầu nghe nhạc. Ở đây tôi đang xây dựng một bộ chuyên nghiệp và tôi đã giải thích với khách rất nhiều rồi. Một bộ dàn chuyên nghiệp là các thiết bị phải phục vụ chuyên dụng cho nhu cầu đấy. Tức là tôi hát karaoke tôi phải dùng một đôi loa chuyên nghiệp, là một đôi loa chuyên dụng cho nhu cầu hát karaoke. Đây đôi này là chắc chắn là rất chuyên nghiệp trong vấn đề hát karaoke rồi. Đẩy làm gì ạ? Đẩy để cho công suất nó tốt, công suất nó khỏe, để cho đôi loa nó phát huy được thế mạnh của đôi loa, đúng không? Tiếp theo là tôi bảo là có một con vang này thì là xử lý những tín hiệu mic, tín hiệu echo rất hay. Và mình hát thì mình cần phải có một con vang hay. Người ta lại hỏi là thế con vang đấy nghe nhạc có hay không? Tôi bảo nếu anh thích nghe nhạc hay mua ly ạ. Đấy thì tôi bảo là con vang này xử lý mic rất hay này. Tiếp theo là bộ mic này chuyên nghiệp mà. Không thấy không? 4 dâu này, 4 dâu sống khỏe này. Đấy. Bộ mic này là bộ mic của dân sự kiện ấy chứ. Thế thì quá chuyên nghiệp rồi còn gì nữa các bạn nhé. Nhưng mà vấn đề là thuyết phục khách bằng cách là gửi cái video mà hát không có nhạc đệm ấy. Thế đây đang thu bài không nhạc đệm đây. Thế được rồi. Ok. Đây để tôi sẽ đăng cái video này lên trên TikTok. Anh em có những ý kiến gì chuyên hay không chuyên nghiệp comment tất vào đây để chúng ta cùng thảo luận. Thế thì được không? Thế tôi bảo khách lên TikTok mà xem. Đúng anh em rồi đấy. Lên TikTok. Mà mình xem anh phải em lên TikTok mà xem bộ chuyên nghiệp nó phải như thế nào và anh em chia sẻ luôn nhá. Ok.